Rapunzel. Ngày xưa, có một người đàn ông cùng vợ sống trong một ngôi nhà nhỏ, nằm cạnh bên khu vườn nguyên nga của một phù thủy. Từ cửa sổ nhà họ có thể nhìn thấy nhiều loại hoa cỏ quý hiếm mọc trong vườn, nhưng chưa bao giờ họ dám hái chúng. Một ngày nọ, người vợ lâm trọng bệnh bởi một cơn sốt và có thể sẽ mất mạng. Trong cơn bạo bệnh, bà chỉ thèm một thứ: lá thảo dược tên là hoa chuông mọc trong vườn nhà phù thủy. Người chồng hết mực yêu vợ, quyết định đánh cược bất cứ thứ gì để cứu sống vợ mình. Đợi đến lúc chạng vạng, ông leo qua tường vào khu vườn của phù thủy, hái một vài lá thảo dược và an toàn quay trở về nhà đưa cho vợ. Người vợ ăn chúng và phục hồi nhanh chóng. Nhưng không lâu sau, bệnh của bà lại tái phát. Và lần này, bà lại thèm rễ của một loại thảo dược kia. Hoàng hôn buông xuống, người chồng lại leo tường vào vườn nhà phù thủy để lấy rễ cây thảo dược. Đột nhiên, ông cảm thấy tay mình đau buốt. Nhìn lên, ông thấy phù thủy đã đứng đấy trước mặt mình. Ta nguyền rủa ngươi vì tội ăn cắp hoa chuông trong vườn của ta. Vợ tôi đang bệnh và bà ấy sẽ chết nếu không có thảo dược của bà. Hãy cho tôi xin nó. Người đàn ông gian nài, nhưng phù thủy không hề cảm thông. Đi đi, nhưng đổi lại hoa chuông ngươi đã lấy cắp, ta sẽ bắt đi đứa con đầu lòng của ngươi. Ta sẽ đến vào đúng ngày nó chào đời. Nhớ đó. Không lâu sau, khi con gái của họ mở mắt chào thế giới, một phù thủy đã xuất hiện để bắt đứa bé như bà đã từng cảnh cáo. Chưa kịp vui mừng vì sự chào đời của đứa trẻ mà mình đã mong chờ hàng lâu, hai vợ chồng dưới sụp đổ bởi lời nguyền tàn nhẫn của một phù thủy. Cặp đôi ra sức gian nài một phù thủy cho họ được giữ lại đứa con gái bé nhỏ, nhưng nước mắt cũng như mọi thương lượng đều vô ích. Bà đã tàn nhẫn bắt đứa bé đi. Từ đó, bà ta đặt tên cho đứa bé là Rapunzel, một cách gọi khác của hoa chuông. Năm tháng qua đi, Rapunzel đã lớn lên và trở thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Khi cô 12 tuổi, một phù thủy đã nhốt cô vào một tòa tháp trong rừng, bao quanh là núi. Ngọn tháp không có cầu thang cũng như không có cửa, chỉ có một lối thoát duy nhất là từ cửa sổ phòng trên cao tích của Rapunzel. Khi một phù thủy muốn đến thăm cô bé, bà sẽ gọi: Rapunzel! Rapunzel! Thả tóc con xuống đây! Cô gái với mái tóc vàng dài tuyệt đẹp được xoắn lại thành một dải tóc thật dày, cuộn một đầu quanh thang cửa sổ, rồi thả xuống đất cho một phù thủy dùng nó như một sợi dây leo để leo lên. Một chiều nọ, có một vị hoàng tử lạc lối trong rừng để đi ngang qua tòa tháp. Khi đến gần, chàng vô tình nghe thấy một giọng hát ngọt ngào nhất mà chàng từng được nghe từ trước đến giờ. Đó là Rapunzel. Sau đó, hoàng tử còn nghe cả tiếng một phù thủy cất lên: Rapunzel! Rapunzel! Thả tóc con xuống đây! Chàng nhìn thấy mái tóc vàng dày được thả xuống từ chiếc cửa sổ nhỏ. Một phù thủy leo lên và biến mất hút. Chàng hoàng tử quyết tâm phải tìm được người con gái sở hữu giọng hát ngọt ngào kia, nên đã chờ đến khi một phù thủy đi mất. Chàng bèn gọi: Rapunzel! Rapunzel! Thả tóc nàng xuống đây! Ngay lập tức, mái tóc chàng lại được thả xuống tòa tháp và chàng hoàng tử đã leo lên. Ngay khi nhìn thấy nhan sắc của Rapunzel, hoàng tử đã say đắm nàng và muốn hỏi cưới nàng làm vợ. Rapunzel chưa bao giờ gặp ai ngoài bộ phù thủy, nên đã rất vui khi nhìn thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú như vậy, nên đã đồng ý bỏ trốn cùng chàng. Cô nói: Mỗi lần chàng đến thăm em, chàng hãy mang theo một cuộn tơ. Em sẽ làm thành một cái thang chắc chắn, và chúng ta có thể cùng leo xuống và trốn đi cùng nhau. Thế là mỗi buổi tối, sau khi một phù thủy đã ghé thăm Rapunzel cả ngày, chàng hoàng tử lại đến với nàng. Ngày bỏ trốn đến gần, Rapunzel lúc này không còn nghĩ được gì khác ngoài chàng hoàng tử của mình, đã vô tình ngây ngô hỏi phù thủy rằng: Tại sao kéo bà lên lại nặng hơn hoàng tử nhiều vậy?
Nghe thấy vậy, phù thủy biết Rapunzel đã lừa dối bà nên vô cùng phẫn nộ. Bà cắt phăng mái tóc của Rapunzel và cột nó vào thanh cửa sổ. Sau đó, bà đưa cô gái đến một thung lũng thật xa, bỏ lại cô ở đó một mình đơn độc. Buổi tối đó, hoàng tử đến và gọi người yêu như mọi lần. Mái tóc của nàng lại buông xuống và chàng leo lên tòa tháp. Nhưng lần này, người kéo chàng lên lại là vụ phù thủy. Bà quyền trú chàng: nó đã đi mất rồi và ngươi sẽ chẳng bao giờ gặp nó nữa đâu. Nói xong, bà ta ném hoàng tử ra ngoài cửa sổ vào khu rừng bên dưới. Chàng rơi xuống một bụi cây tầm xuân, gai của chúng đâm vào mắt chàng làm chàng bị mù lòa. Hoàng tử mù thất thểu đi trong rừng, vượt qua mấy ngọn núi để tìm người mình yêu. Cuối cùng, một ngày kia, chàng cũng đến được thung lũng nơi Rapunzel đang sống. Ngay khi nhìn thấy hoàng tử, Rapunzel đã chạy đến ôm chầm lấy chàng và khóc nức nở. Nước mắt của cô rơi vào mắt chàng và chữa lành vết thương của chúng. Hoàng tử lại có thể nhìn thấy được như trước đây. Chàng đưa Rapunzel về xứ sở của mình, nơi họ đã làm đám cưới và sống hạnh phúc đến cuối đời bên nhau.